bất lực nhìn mẹ ra đi. Đi đi, chồng cô đã cầm ngôi nhà này để đánh bạc và thua sạch rồi. Giờ hắn trốn ở đâu không biết. Từ giờ, ngôi nhà này là của tôi. Mẹ con cô không được sống ở đây nữa. Đi nhanh lên. Mẹ, mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu? Mẹ ơi, chúng ta đi đâu bây giờ? Nhà mình cũng bị mất rồi. Mẹ ơi, ba bỏ trốn rồi ư? Không sao đâu hai con à. Nhất định ngoại ở trên trời sẽ phù hộ độ trì cho ba mẹ con mình tìm được chốn nương thân mà. Cô Lành, có phải mẹ con cô Lành không? Sao lại ra đây ngồi thế này? Dạ, nhà em, mẹ con em giờ không có nơi nào để về nữa bác ạ. Nếu không chê, chị có thể mang hai cháu đến nhà tôi trú tạm. Tôi ở một mình, không có phiền hà chi đâu. Cảm ơn anh, nhưng như vậy e như không tiện cho lắm. Sợ mọi người dị nghị, anh lại khó xử. Có gì mà khó xử chứ. Tôi ở một mình thì lo gì người ta dị nghị. Thôi, cô và hai cháu cứ về nhà tôi. Mọi chuyện để mai tính tiếp. Các cháu đang buồn ngủ lắm rồi đấy. Hai năm sau. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ tụi con mà đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Hai con à, mẹ nghĩ mẹ không qua khỏi được. Hai con nhớ phải nghe lời ba, phải có hiếu, phụng dưỡng ba chu đáo, nghe chưa? Anh à, cảm ơn anh thời gian qua đã cưu mang ba mẹ con em, mặc cho những lời dị nghị của mọi người xung quanh. Anh có thể thay mặt em chăm lo cho hai đứa nhỏ này được không? Từ khi chúng sinh ra, chúng đã quá thiệt thòi rồi. Có anh, em có thể yên tâm ra đi được rồi. Được rồi, anh hứa. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Con à, chiếc đèn này bị hỏng nặng rồi. Để mai ba mua cho con chiếc khác nhé. Không cần đâu ba ơi. Ba cứ để dành tiền tiêu cho việc khác. Con thắp nến học bài cũng được mà. Không được, ba không thể để cho con thắp nến học bài vào đêm tối được. Hại mắt lắm. Ba ơi, ba ơi, con đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi. Con đạt giải nhất rồi sao? Đây, ba nhìn đi, con nhận được giấy khen và phần thưởng nữa nè. Ừ, đúng rồi, đúng là con rồi. Con đạt giải nhất rồi. Ôi, con của ba giỏi quá. Thằng Hùng nhà tôi đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh đấy. Mọi người nhìn này, con trai của tôi đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh rồi nè. Ôi, con trai anh giỏi thật. Ừ, giỏi thật đấy. Giỏi cũng có phải là con ruột của anh đâu chứ. Đúng là... Sao lại nói quá đáng thế chứ. Thắng ơi, Hanh ơi, các con của tôi đâu rồi? Là ba, ba về rồi đây. Ba ư? Đúng vậy, ba đã trở về với hai con. Ba đến đón hai con đây. Trước đây ba có lỗi với hai đứa khi bỏ đi mà không nói gì. Giờ ba về rồi nè. Hai con về với ba nhé. Ông không phải ba tôi. Đây mới là ba tôi. Anh Hùng này, tôi biết anh đã vất vả nuôi dưỡng hai cháu nên người. Nhưng giờ tôi đã về rồi. Tôi xin anh nói giúp với hai cháu một câu. Về với tôi để cha con được đoàn tụ. Chào ba, chúng con mới đi học về. Hai con mới tan học đấy hả? Có mệt lắm không? Học hành có vất vả không con? Hai con, lại đây nghe ba nói nè. Hai con à, ba rất vui vì quãng thời gian qua được sống với hai đứa. Nhưng giờ, người ba thật sự của hai đứa đã về rồi. Ba nghĩ hai con nên quay về với ba của hai con. Người ta vẫn nói chim có tổ, người có tông mà. Hai con nghe ba, vào nhà sắp xếp quần áo, rồi về với ba con đi. Con không thích về. Đúng, con chỉ thích ở với ba thôi. Hai con nói như vậy là không được. Dù sao, ba cũng chỉ là ba nuôi thôi. Hai con phải quay về với ba đẻ để đền đáp công sinh thành cho ông ấy chứ. Nào, hai đứa, vào sắp xếp đồ đi. Nội đang đợi hai con ở nhà đấy. Thôi, vào xếp đồ đi con. Chú đã ăn cơm đấy à? Nhà nấu nhiều canh quá, mang sang cho chú một bát đây. Chị Loan đấy ạ. Khổ, tưởng được sung sướng như hai đứa trẻ.
Ai ngờ. Đấy, tôi đã nói với chú rồi, chú cứ nuôi con của Tu Hú làm gì? Giờ chú thấy thấm chưa? Nuôi chúng bao năm qua, lẽ ra giờ là lúc chú được nghỉ ngơi rồi, vậy mà giờ lại cô độc ăn cơm một mình thế này đi. Ba ơi, đèn con lại bị hỏng rồi. Để đấy bà thay cho. Ôi, mình thật là lẩn thẩn. Bọn trẻ chúng đâu còn ở đây nữa chứ. Nhưng sao đâu đâu mình cũng nghe thấy giọng của chúng thế này. Ba ơi, rót con cốc nước. Ừ, đợi ba chút. Tại mình nhớ tụi nhỏ quá mà. Ba ơi. Đâu đâu cũng nghe thấy giọng của lũ trẻ thôi. Ba ơi, tụi con về rồi này. Con về với ba rồi đây. Các con, ba có nằm mơ không đi? Không, ba không nằm mơ. Tụi con đã trở về với ba rồi đây. Các con. Thế còn ba đẻ của các con? Thế này không được đâu. Các con mau về, kẻo ông ấy lại mong. Ba, chúng con nghĩ kỹ rồi. Chúng con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa đâu. Dù ba với chúng con không phải máu mủ, nhưng những gì ba đã làm cho chúng con còn hơn cả một bậc sinh thành. Ba ơi, chúng con suốt đời là con của ba. Đúng đấy ba ạ. Ôi, hai con của tôi đã thực sự trưởng thành rồi. Ông Năm. Đúng là rõ chán. Giá cả dạo này lại lên rồi chị ạ. À. Đúng đấy chị ạ. À. Lúc trước em chẳng ngại gì mua bánh, mua khoai để ăn bữa chiều. Mà giờ em thấy ngại quá à, chẳng dám mua nữa. Giá cả mà cứ đội lên thế này, chắc mấy hôm nữa tôi với chị mua mỗi mì tôm về ăn thôi. Đúng đấy chị ạ. À. Trời, mấy người này đã suốt ngày than phiền chuyện này chuyện nọ. Không có chuyện gì là họ không dòm ngó, bới ra để nói cả. Lại còn chi tiêu tằng tiện nữa chứ. Có bữa ăn mà cũng không làm cho nó chỉnh chu. Dạo này người dân quanh đây toàn cho những người dân lao động nghèo làm công đến ở trọ. Suốt ngày thấy họ nói toàn mấy chuyện không đâu. Mình chỉ cần khuây khỏa với cây nhà lá vườn như thế này cho thoải mái là được rồi. Hơi đâu mà để ý những chuyện linh tinh. Tháng này mãi mà ông chủ chưa phát lương, thế thì làm sao đây? Tôi thì đang cần tiền để mua cái quạt điện mới. Nè cậu nhìn xem, nhà ông Năm có vẻ khấm khá nhất khu này đấy. Nhìn dàn thiên lý của nhà ông ấy mà xem, đúng là kính cổng cao tường. Chà chà, đúng là dàn hoa xum xuê thật. Dùng mà nấu canh sườn thì ngon phải biết, cậu nhỉ? Tự dưng nhắc lại thấy thèm. Ừ, đúng đấy. Thôi mau đi nhanh thôi, biết đâu hôm nay ông chủ có thể trả công cho chúng ta. Nếu được thế thì hay quá. Đúng là mấy người lắm chuyện. Bác Nông ơi. Cô Hoa, có việc gì thế? Bác ơi, con cháu hơi cảm, mà cháu có việc gấp phải đến công ty làm nốt một số việc. Trong xóm lại chẳng còn ai cả. Bác có thể trông con bé giúp cháu một lát được không ạ? Cháu sẽ làm nhanh rồi về thôi ạ. Thật là mấy người này không chỉ lắm chuyện mà còn gây phiền phức cho người khác nữa. Con bé bị ho có một tí mà. Cô Hoa này, không phải tôi không muốn giúp cô đâu, nhưng tôi không biết trông trẻ con đâu. Với lại con ốm thì không ai chăm con hơn mẹ đâu. Hay cô cứ mang nó đến chỗ làm, để nó ngồi một chỗ trong khi cô làm việc là được. Dạ vâng. Thật là mình ở trong nhà mà cũng không được yên thân. May mà mình không nhận lời với cô Hoa, không thì lại mất công. Giờ phải ở nhà trông đứa bé rồi. Đi chợ sớm thế này, nhìn thức ăn tươi ngon quá. Ôi, trời đất, bác có sao không? Bác ở trong ngõ kia phải không ạ? Tại sao chợ có đông người đi qua lại mà cậu lại phóng nhanh như thế, làm ngã cả ông kia? Đây là ông lão hàng xóm gần nhà tôi. Cậu phải xem thế nào chứ.
Không thì tôi không để yên cho cậu đâu. Đúng thế. Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi bác. Bác có sao không ạ? May tôi chỉ bị ngã nhẹ thôi. Cháu thấy bác bị say xước rồi đây này. Cháu xin lỗi bác. Là tại cháu. Bác để cháu đưa đến trạm xá nhé. Cậu nói thế mới đúng. Mau đưa bác ấy đi sơ cứu đi. Người già sức khỏe không như cậu đâu. Nhiễm trùng dễ sưng hoặc sốt lắm. Vâng. Cảm ơn cô nha. Có gì đâu bác. Chúng ta chỉ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi mà. Nhà tôi đây rồi. Cảm ơn cậu nha. Ấy, cháu ngại quá à. Tại cháu mà bác mới bị thương mà. Cũng một phần tại tôi đi đứng không cẩn thận mà. Thôi bác không sao là tốt rồi. Mà mấy bác bán hàng ở chợ ấy tuy ngày thường hay lắm điều và ồn ào, phiền phức, nhưng mà các bác ấy đều là những người tốt, sống rất tình nghĩa bác nhỉ? Ừ, đúng thế. Hàng ngày đi qua nhà mình toàn nói chuyện lung tung. Mình khó chịu nên đâm ra ghét họ. Nhưng họ quả là những người tốt bụng. Mình ích kỷ quá. Thôi, cháu về đây. Chào bác nhé. Ờ, cậu về nhé. Cô Hoa nè. Cháu bé thế nào rồi? Tôi chỉ sợ không trông được cháu. Nó khóc thì khổ. Dạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con cháu đỡ nhiều rồi ạ. Mà cháu vừa nghe nói bác bị xe máy làm ngã phải không ạ? Bác có sao không? Ồ, cảm ơn cô, tôi không sao. Nè cô Hoa, nhà tôi có vàng thiên lý đang rổ bông nhiều lắm. Để tôi hái lấy một ít. Cô mang về nấu canh cho cháu bé nha. Cái món này ăn mát và bổ lắm. Ôi, thật ạ, cháu cảm ơn bác. Những kỷ niệm cũ. Có sập ảnh đó mà ngày nào tôi cũng thấy ông lôi ra ngắm vậy. Này bà, đây là ảnh hồi bà với tôi làm đám cưới. Cái ảnh quý giá thế này cơ mà. Ảnh con Vân được 1 tuổi. Ảnh con ở trường. Bà xem, nếu mà không chụp thì lấy gì mà xem lại như bây giờ. Tôi mà có máy ảnh, biết chụp ảnh y, tôi còn chụp nhiều hơn ấy chứ. Ừ, tôi thấy bây giờ chúng nó hiện đại lắm. Có cái điện thoại mà đâu nghe, gọi, nhắn tin, rồi lại còn chụp ảnh được nữa. Có như cái thời tôi với ông đâu. Alo, ba ạ? Vâng. Ba gọi con đúng lúc thế. Con đang định gọi cho ba để xin phép ba cho cô Mũm về chơi với ông bà vài ngày. Cháu được nghỉ hè rồi ạ? Vâng, để con nói với chồng con. Mai một mình em đưa con về với ông thôi. Anh cứ đi làm đi ạ. Bao giờ về đón con thì cả hai cùng về. Ê cha, anh xem này. Cái máy ảnh kỹ thuật số ngày trước anh tặng em này. Ôi trời, để móc cả ra rồi. Ngày xưa có cái máy ảnh này là oách lắm. Giờ có cái điện thoại smartphone, bỗng dưng nhìn cái máy ảnh này thấy nó lạc hậu hẳn. Ừ, mấy cái đồ điện tử để lâu không dùng cũng hỏng. À, mình đem cho ông ngoại cái máy ảnh này nhé. Ông thích chụp ảnh lắm. Ừ, được đó. Giờ ông cũng nhàn rỗi, có cái máy ảnh để ông chơi cho đỡ buồn. À, ngoại ơi, mẹ ơi, con sang nhà bạn Dần chơi nhé. Cái thằng vừa đến nhà ngoại đã tót đi chơi rồi. Ừ, nó cũng quen rồi mà. Ba, con có cái máy ảnh kỹ thuật số, cũng không được mới lắm. Ba không chê thì lấy dùng ạ. Ồ, ba cảm ơn nha. Đúng thứ ba thích. Con không biết chứ à, ba từng ao ước có một chiếc máy ảnh như thế này đấy. Ba, vậy để con hướng dẫn ba sử dụng cái máy ảnh này nha. À,
Ông làm cái gì vậy? Tôi ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về bà. Bà xem này, trông bà đẹp không? Ông bao tuổi rồi mà như trẻ con vậy. Tôi cố gắng gìn giữ những hình ảnh này, sau này con cháu còn có cái ngắm lại. Biết đâu đến lúc cả tôi và bà có lú lẫn do tuổi già thì cũng có cái để nhắc ta nhớ lại, phải không? Thôi, bà nấu cơm tiếp đi, tôi đi chụp ảnh nữa đây. Đúng là có cái máy ảnh, ông ấy cũng vui hẳn lên. Bà nói xem nè, cái máy này không chỉ chụp ảnh được thôi đâu nha, nó còn quay được cả phim nữa nè. Cái này đúng là hiện đại thật. Ngày xưa chụp ảnh thôi cũng đâu có dễ dàng như thế. Mai tôi quay cho bà xem. Alo, bố à, sao? Cái máy ảnh đấy ạ? Bố nhìn lại xem nó ghi thế nào trên màn hình để con biết bệnh của nó chứ. Nó ghi cái gì mà tuôn hay phun gì gì ấy. Phun, chắc thẻ nhớ đầy đó ba. Chắc ba chụp nhiều quá nên hết dung lượng thẻ nhớ. Ba để con gửi phát nhanh cho ba một cái thẻ nhớ. Cô Mũm biết thay đó ba. Có gì cháu nó thay cái thẻ khác cho ba nha. Dạ vâng. Vân ơi, thằng Mũm nó gây chuyện rồi, con mau về. Có chuyện gì vậy bố? Thằng Mũm nhà con nó làm sao? Trời ơi, chắc tín hiệu có vấn đề rồi. Thằng Mũm nó làm hỏng cái máy ảnh của ba rồi. Trời, có vậy mà ba làm con giật cả mình. Cái máy ảnh đó cũng lỗi thời rồi, hỏng đi thì bỏ thôi ba ạ. Nhưng trong cái máy ảnh này, ba chụp được nhiều ảnh lắm. Mất hết ảnh, ba tiếc. Tại thằng Mấm đâu? Để ông cho nó một trận. Kìa ba, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ba đừng mắng cháu. Để con mang cái máy ảnh này lên trên thành phố sửa giúp ba nha. Nhanh lên nha. Alo, ba à? Con ơi, con đã sửa cái máy ảnh giùm ba chưa? Sao lâu vậy? Dạ ba. Dạ, để con hỏi phía bảo hành xem như thế nào nha ba. Có gì con gọi lại cho ba sớm ạ. Có chuyện gì về em? Em quên mất anh à. Cái máy ảnh ba nhờ em sửa mà mãi em bận quá. Chưa đem đi sửa được. Cũng tại em thấy nó cũng không quan trọng lắm. Sao em không bảo anh? Biết ba thích mà lại để ba ngóng vậy. Em thật là. Em rút thẻ nhớ ra đi, đưa luôn cho anh nha. Mai anh mang đi sửa cho ba. Nào, xem ba chụp được gì mà quý cái máy ảnh quá. Ba chụp cũng đẹp ha. Chào các con, ba và mẹ. Bà nó ơi, tôi bật quay rồi nè. Bà vào nhanh lên, nhanh lên nào. Đây đây, tôi đang bận cho gà ăn, ông cứ giục cuốn lên nhỉ. Những hình ảnh này, ba muốn ghi lại cho các con, để các con lưu giữ làm kỷ niệm. Nếu sau này, ba mẹ có mất đi, thì các con cũng có cái để nhớ đến ba mẹ nhiều hơn. Bà nói gì đi, tôi chả biết nói gì nữa. Ông vẽ chuyện, thì bà cứ nói gì đi. Tôi chỉ biết nói với các con, ba mẹ yêu các con nhiều. Ba, mẹ. Anh không phải sửa cái máy ảnh đó đâu ạ. Để em mua cho ba cái máy ảnh mới, chất lượng tốt hơn. Em không muốn mình bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào ba ghi lại. Ghi rui cơ trí. Chị My Sâu, sáng nay em sang thăm bà. Bà đã cho em cái muôi vàng này đấy. Từ giờ em chỉ sẽ dùng cái muôi vàng này để ăn súp thôi. Chị thấy có đẹp không? Ừ, đẹp thật đấy, thích nhé.
Giá mà chị cũng có một cái nhỉ. Thôi chúng ta ăn đi, không lát nữa mẹ về thấy chúng ta chưa ăn tối xong, mẹ sẽ giận đấy. Vâng. À, chắc là mẹ về rồi đấy. Chị Misu, khoan đã, mẹ không gõ cửa mạnh như thế đâu. Lần nào mẹ về cũng phải gọi chúng ta cơ mà. Ừ, em nói đúng. Hay chúng ta thử nhìn qua khe cửa xem có phải mẹ không, rồi hãy mở cửa nha. Đúng rồi. Kỳ đuôi, đó không phải là mẹ chúng ta, mà là một con sói to đùng. Là sói ư? Ừ, chúng ta phải trốn đi thôi. Chúng ta cứ núp ở đây, chỉ cần im lặng là con sói sẽ không biết. Vâng. Mở cửa ra, mở cửa ra, nếu không ta sẽ phá nát cửa xong vào. Ôi, là súp, hình như vẫn còn nóng. Đúng lúc ta đang đói. Ồ, cái mùi vàng này quá là đẹp. Súp này ngon thật, nhưng chẳng thể làm ta đủ no được. Ta sẽ lấy cái mùi vàng này, nhìn cũng được đấy. Cái mùi vàng là của cháu cơ mà, bác không được lấy cái mùi vàng ấy. Rui, mau chạy đi. Ta không khảo mà ngươi đã xưng, tự động làm mồi cho ta thì đừng có trách ta ác. Kỳ đuôi! Hôm nay, mi sẽ làm mồi cho ta. Không được, không thể để con sói ăn thịt mình dễ dàng được. Phải rồi, mình đã có cách. Nào, hãy làm mồi cho ta. Bác sói ơi, nếu bác cứ ăn cháu thế này sẽ không ngon đâu ạ. Chi bằng bác hãy cho cháu vào lò nướng, chắc chắn bác sẽ ăn ngon hơn đấy. Ừ, kể ra mi nói cũng đúng, thịt chín sẽ thơm và ngon hơn. Ê, bác sói ơi, bác mà dùng tay nhét cháu vào lò thì tay của bác sẽ bị cháy rụi mất. Nó nói cũng phải. Mi hãy ngồi lên cái xẻng này, ta sẽ đưa mi vào lò nướng. Mi thật là ngu đần, ngồi như thế mà làm sao ta nướng được. Cháu đúng là ngu đần thật. Chi bằng bác làm mẫu cho cháu xem phải ngồi như thế nào đã nhé. Được, mi xuống đi, có thế mà cũng không biết làm. Phải ngồi như thế này mới đúng nè. À, nóng quá, chết ta rồi. Kỳ đuôi, em đâu rồi? Ôi, Kỳ đuôi, em đây rồi. Chị sợ em sẽ bị con sói ăn thịt. May quá, em không sao là tốt rồi. Con sói định ăn thịt em, nhưng em đã lừa được nó vào trong bếp lò rồi. Ôi, Kỳ đuôi của chị giỏi quá. Chúng ta mau về nhà thôi, kẻ mẹ lo lắng. Vâng, chúng ta về đi. Vua nông trại. Chà, tí nữa thì ngủ quên. Cảm ơn chúng mày nhé. Cô chủ vừa cảm ơn anh đấy. Tiếng gáy của anh to vang đã đánh thức cô chủ dậy sớm. Anh nói gì thế? Rõ ràng là cô chủ cảm ơn em đấy chứ. Tiếng gáy của em mới đánh thức cô chủ dậy, không phải tiếng gáy của anh đâu. Ai bảo em thế? Rõ ràng là nhờ tiếng gáy của anh. Tiếng gáy của em rè rè như ống bơ rỉ, ai mà nghe thấy được chứ. Có mà tiếng gáy của anh mới là ống bơ rỉ thì có. Anh hãy nghe lại đây nhé. Ôi, tiếng gáy ấy mà cũng gọi là gáy à. Hãy nhìn anh nè. Đấy, chả ống bơ rỉ là gì. Không thèm tranh cãi với mày nữa. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với anh. Sao mới sáng sớm mà anh em đã tranh cãi nhau gì ầm ĩ thế? Là tại anh ấy cứ muốn tranh công. Em mới là người gọi cô chủ dậy sớm, mà anh ấy cứ nói là anh ấy cơ. Có mày là người tranh công thì có, bé lại cứ đành hanh. Thôi, hai anh em đừng tranh cãi nhau nữa. Ai cũng có công cả. Vì tiếng gáy của hai anh em kết hợp lại nên cô chủ mới nghe rõ mà. Tôi thấy ai gáy cũng hay, cũng to, trông ai cũng dũng mãnh cả. Làm gì có chuyện như nhau, phải có người hơn người kém chứ. Tôi là người gáy to nhất, dũng mãnh nhất khu vườn này. Không có đâu, em mới là người dũng mãnh nhất khu vườn này. Thôi, được rồi, tớ xin thông báo để các bạn biết này. Sắp tới trang trại ta sẽ có cuộc thi vua nông trại dành cho các loài gia cầm.
lúc ấy sẽ biết ai là người dũng mãnh nhất thôi mà. Được, được. Cuộc thi vua nông trại diễn ra sẽ giúp chúng ta chọn ra người đứng đầu nông trại gia cầm. Người chiến thắng sẽ trở thành vua của nông trại, có quyền điều hành, chỉ đạo mọi thành viên của nông trại. Chúng ta sẽ thi đấu ở hai bảng, theo từng cặp. Hai người chiến thắng ở trận đấu cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để giành quyền làm chủ nông trại. Đầu tiên, xin mời gà trống anh đấu với vịt. Chúc mừng gà trống anh đã chiến thắng ở cuộc thi vòng loại 1 bảng A. Tiếp theo là trận đấu giữa gà trống em và ngang. Gà trống em đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta đã trải qua cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn ở vòng bảng. Và trước mặt chúng ta là hai người lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc đấu này sẽ quyết định người trở thành vua nông trại của chúng ta. Sau đây, trận đấu xin được bắt đầu. Họ là anh em một nhà mà. Sao họ không nhường nhau làm vua nông trại nhỉ? Sao lại phải thi đấu nữa làm gì? Đúng đó, là anh em một nhà, lọt sàn xuống kia, sao lại tranh giành nhau làm gì nhỉ? Ai là vua nông trại chả như nhau. Trời ơi, họ là anh em, tại sao anh lại có thể ra đòn hiểm như vậy với em của mình? Anh ra đòn ác với em sẽ cho anh biết tay, anh sẽ không thể làm vua nông trại được đâu. Xin chúc mừng gà trống anh, vua nông trại của chúng ta. Đã nói rồi mà không nghe, ta mới là vua nông trại. Mọi người hãy xem đây, ta dũng mãnh và oai phong thế nào. Ta là vô địch, từ nay đừng có mà đành hành tranh giành với ta nữa nhé. Thôi chết, chim ưng kìa. Vua nông trại của chúng ta bị bắt rồi. Hoan hoang lắm vào, chả lẽo mãi lên đó mà gào. Anh em trong nhà mà không biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lại còn cạnh tranh hơn thua. Cuối cùng cả hai đều kết cục bi thảm thế đấy. Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.